Chào mấy anh chị, hôm nay buổi chiều trên sân thượng, em với mẹ sẽ bưng cây bí đỏ ra để trồng lên bệ cho nó leo vàng. Đó, hôm nay bí đỏ nhà em đây. Đó, phải lấy mấy chai chùm này lại. Đây, mẹ em đây. Mẹ ơi, đây mẹ của em. Xin chào các anh chị cùng các bạn nha. Hôm nay mình sẽ bưng mấy cây bí đỏ này ra trồng lên trên bệ nha. Đây là cái hôm mình trồng mấy cái này nè, mình phải lạnh gì mình sợ mấy con chim á nó bươi gãy với lại sợ nhiều khi mấy con này con kia côn trùng nó cắn phá sự gãy nghiêng á. Đây mình làm như vậy để mình bảo tồn nó đây. Như cái ụ đất luôn mẹ. Cái này là tại mẹ nhấn nó xuống đó, nhấn xuống với mẹ tưới đúng không? Quá tốt mấy anh chị ơi. Làm như vậy là không có sợ con gì cắn cái khóa hết trơn á. Bữa nay á mình bữa nay nó cao cái này á, nó có được hai lá thật như vậy á, là cái bí này là nó đúng 8 ngày đó. Từ hôm mà mình gieo hạt tới nay á là nó đúng là 8 ngày. Rồi bây giờ hôm nay là mình bứng ra mình đem bệ mình trồng ha. Mình bứng ra cho mấy anh chị xem. Mình bứng cho nó có nguyên cục đất vậy nè, mình trồng cho nó bén rễ nó lên lẹ hơn. Chứ mà mình bứng có cái rễ không nó cũng lên, nhưng mà trong khi chờ đợi nó bén rễ nó sẽ mất thời gian. Đây là đất này của mình mềm á nên không cần phải tưới. Còn mà nếu mà đất nào mà của mấy anh chị mà nó có bị cứng á là mình phải tưới nước trước cho nó mềm đất, đừng mình bứng cho nó dễ. Mình bứng như vậy là cho nó nguyên cục đất luôn. Đất mềm, xốp mềm. Này là cái rễ của nó. Đó, hôm nay em được lại nghỉ Tết Tây. Đó. Được nghỉ Tết Tây. Phụ mẹ trồng cây. Có nguyên cục sẵn luôn kìa. Vậy mà nó còn nhỏ vậy chứ mà rễ ra dữ lắm rồi nè. Nè, rễ ra nè coi. Nè, dạ. Nó tới đây luôn rồi nè. Đó. Vậy cái là mình bỏ xuống là cái nó lên luôn. Bây giờ mình trồng trước ba cây cho mấy anh chị xem ha. Xong rồi chút nữa mình trồng nữa. Chuẩn bị làm lẻ lẻ để mưa. Nãy chuẩn bị làm cái ông trời mưa quá trời. Đang làm đất cái ông mưa. Bây giờ con đứng bên đây đi ha. Dạ, đang đứng bên đây. Hồi nãy đang làm trộn phân vô trong đất nè. Ông trời ông mưa. Phải ngưng lại chút xíu để ông tạnh mưa bắt đầu mới làm lại. Đó. Như mấy anh chị xem cái đất này là mình đã trộn với phân rồi ha. Đó, bây giờ cái mình mang ra gì ha. Cái mình trồng cái đúng rồi, cái cây đó xuống. Đây là một cây. Mình cứ để xuống như vậy luôn là chắc ăn nhất. Anh chị thấy được không? Thấy mà thấy rõ không? Thấy rõ mà. Đây để thấy lên cây nữa không? Dạ. Thấy không? Thầy thấy. Để em đem qua. Vậy sao mình nói thấy mày? Thì cho mấy anh chị thấy rõ hơn.
Không, con phải đưa sát gốc luôn cho mấy anh. Đất này là mấy anh chị phải trộn phân vô trong đây đi hả, rồi mình nó trồng cho nó tốt hơn ha. Nếu mà mình trồng ở khoảng giữa như vậy nè mấy anh chị, là mai mốt mình phải bón phân ở khoảng này đó. Còn hả, nếu mà mình muốn bón phân ở đây á thì mình phải trồng sát vô bên trong này đó. Ở nay mình trồng như vậy, mình trồng như vậy là mốt mình sẽ bón phân ở khoảng giữa. Sao cái hố này sâu hơn nữa nè, bỏ xuống chút xíu. Mình lắp phân lại, lắp đất lại. Mấy hôm trước mình trồng á là mình trồng sát ở trong này, còn khoảng bên ngoài này là mình để bón phân á. Nhưng mà bữa nay mình trồng ở đây. Cái này có khoảng cách xa, khoảng này mình sẽ bón phân ở khoảng giữa này. Xong rồi mình mà hủ mới rơm đây. Vậy chừng nào bón phân mà? Bón phân hả? Để nó bắt đầu nó phát triển nó tốt lên á, là đúng 20 ngày sau là mình sẽ bón phân cho nó. À, 20 ngày sau bón phân á. Đó, mấy anh chị nào có rơm phủ rơm, rồi không có. À, mấy anh chị nào không có rơm thì mình lót quần áo cũ cũng được. À, đợt này gần Tết á, Tết ta mình á, ra mấy ngoài chợ người ta bán dưa hốt mấy cái rơm này là đã luôn ạ. Xong rồi anh đại giờ bắt đầu mà tưới cho nó dưới nước nha. Rồi về xong. Chào mấy anh chị. Chúc một ngày tốt lành nha. Bye bye.